Ha ha, Byun, từ thị phi cưới chạy bầu đến màn cầu hôn độc lạ và sự tự tin có 102. Kết hôn vào năm 2012, đến nay Haha và Byun đã có hơn 8 năm chung sống hạnh phúc cùng 3 đứa con kháu khỉnh, gồm 2 bé trai và 1 bé gái. Cặp đôi đón con trai đầu lòng mang tên Dream vào năm 2013, tiếp theo là cậu con trai thứ hai Seokgun hay còn gọi là Seon vào năm 2017. Đến tháng 7 năm ngoái, sự ra đời của bé gái thứ ba tên Seonji giúp gia đình sau năm Running Man càng thêm hoàn hảo. Haha tên thật là Ha Dong-hun, sinh năm 1979, debut năm 1997 với tư cách là ca sĩ, nhưng hiện tại lại được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò nghệ sĩ hài. Tên tuổi của anh gắn liền với các chương trình truyền hình ăn khách như Infinity Challenge, Running Man. Trái ngược với hình tượng nhí nhố trong game show, Haha nhiều lần khiến fan sửng sốt, ngạc nhiên và thậm chí là ghen tị với hình ảnh người đàn ông trụ cột của gia đình, bố của ba đứa trẻ đáng yêu và nhất là tình cảm vợ chồng thấm thiết. Kể từ sau khi lấy chồng, Byun không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, nhưng chắc chắn fan sẽ không thể nào quên được nữ ca sĩ xinh đẹp có giọng ca ngọt ngào ngày nào. Lọt vào mắt xanh của ông trùm JKP Park Jin-young, Byun, tên thật Kim Go-yoon, sinh năm 1983, ra mắt công chúng vào năm 2002 với bản hit đầu tay December 32 Cheers. Bằng giọng hát đầy nội lực và lôi cuốn, Byun nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả. Trước khi kết hôn, Haha và Byun từng là bạn thân trong suốt 7 năm, đồng thời mỗi người đều có khoảng thời gian hẹn hò cùng tình cũ. Năm 2007, Byun công khai hẹn hò cùng thành viên Jeon San-hwan của nhóm Quantic trong suốt 2 năm. Về phần Haha, anh có đến 5 năm mặn nồng cùng diễn viên Ahn Kyung trước khi đường ai nấy đi vào năm 2009 với lý do khác biệt về tính cách. Trên sóng truyền hình, Haha khẳng định Ahn Kyung là người phụ nữ anh nguyện dành cả đời để yêu thương. Người trong cuộc dù không lên tiếng, nhưng dư luận đều chắc nịch một điều rằng cả hai rồi sẽ đi đến với nhau ngay sau khi Haha xuất ngũ. Nhưng một ngày nọ, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay, không nêu rõ lý do, để lại nhiều nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Quyết định về chung một nhà của cặp đôi khiến giới truyền thông và người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Dù là bạn bè thân thiết, nhưng trên thực tế, cả hai mới chỉ chính thức tìm hiểu nhau vỏn vẹn trong 6 tháng ngắn ngủi. Quá trình từ yêu đến cưới nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, khiến cặp đôi vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Những người từng yêu mến cặp đôi Haha và Ahn Kyung không ngần ngại buông lời chỉ trích, nhất là thời điểm diễn ra đám cưới. Byun lại mang thai khiến người ta càng đặt nghi vấn cưới chạy bầu. Hàng loạt những câu hỏi nhắm vào Byun khiến Haha tức giận ngay trong buổi họp báo kết hôn. Anh lên tiếng, mọi người đều có cách sống khác nhau và thần tượng cũng thế. Haha, có phải hình mẫu lý tưởng của Byun? Làm khách mời trong show Please Take Care of My Refrigerator của đài GTBC, Byun cho biết, Haha chưa bao giờ là mẫu chồng lý tưởng của tôi. Nếu có thể chọn chồng bằng cách xem thông tin đối phương, chắc chắn anh ấy sẽ bị loại. Có lẽ, hình mẫu mà tôi hằng mơ ước chỉ xuất hiện trong phim chứ không có ngoài đời thực. Cũng trong chương trình, Byun cũng không ngần ngại chia sẻ về màn mượn rượu ngó lời của chồng. Haha có thói quen hay gọi điện thoại cho tôi và nói đùa những lúc say rượu. Có lần anh ấy nói, Byun à, em vẫn còn trẻ và hồn nhiên lắm, em cứ thoải mái đi, chơi và thử hẹn hò với bạn trai em thích, nhưng có lấy chồng thì lấy anh nhé. Suốt một tháng từ sau ngày hôm đó, Haha liên tục bảo tôi làm vợ anh ấy đi. Byun vừa cười vừa nói, từ trước lúc hẹn hò, cứ mỗi đêm, Haha lại gọi điện thoại cầu hôn tôi. Anh ấy không chỉ đòi cưới mà còn nhấn mạnh, em biết anh là ai chứ, anh rất ngầu đấy nhé, tôi chẳng biết anh ấy lấy đâu ra sự tự tin vô cớ ấy nữa. Lý do Byun đồng ý cưới Haha. Chẳng phải là người bạn đời trong mộng, cộng thêm màn đòi cưới tới tấp qua điện thoại trong cơn say của Haha, Byun một mực từ chối. Anh vớ vẩn quá đi, em sẽ không lấy anh đâu. Nhưng tưởng Byun sẽ kiên định với quyết định dứt khoát của mình, nhưng không, cuối cùng cô nàng cũng chấp nhận, theo chồng về dinh chỉ vì Haha quá tự tin. Tôi cứ nghĩ nói như vậy thì anh ấy sẽ từ bỏ, thật không ngờ Haha lại tìm cách khác theo đuổi tôi. Anh ấy nói sẽ chứng minh cho tôi thấy, vậy là tôi đồng ý hẹn hò. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau vào tháng 3 và đến tháng 8, hai đứa nhắc nhau đi đăng ký kết hôn. Xuất hiện trong chương trình Howling Camp, Byun tiết lộ. Tôi là một người hay lo lắng, tự ti và suy nghĩ có phần tiêu cực, nhưng Haha lại khác, anh ấy là người cực kỳ tự tin và sống rất tích cực. Haha bảo rằng anh ấy sẽ sống thật hạnh phúc, anh ấy sẽ trở thành một người cha tuyệt vời, nuôi dạy con thật tốt và sống hòa thuận cùng vợ, bất chấp những mối lo ngại về cuộc sống hôn nhân không êm đềm của giới nghệ sĩ. Đối với con gái, sẽ là điều vô cùng tuyệt vời nếu lấy được một người chồng đủ tự tin để lo cho tương lai mai sau. Vì vậy, tôi đã quyết định kết hôn vì nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu sống với người đàn ông này. Màn cầu hôn độc lạ. Thà thính dồn dập là thế, nhưng Haha lại có chút vô tâm với bạn gái. Byun thừa nhận, Haha chưa từng một lần đưa cô về trước cửa nhà. Là MC đặc biệt trong show Shambet Different Dreams 2, You Are My Destiny, Byun tâm sự, chúng tôi chưa có một buổi hẹn hò bùng cháy nào cả, thời gian đi chơi cùng nhau không nhiều, lúc ấy còn bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nữa, nên chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng thấy thoải mái lắm rồi.
Tình yêu thăng hoa, Haha cùng Byun đến văn phòng quận đăng ký kết hôn. Tại đây, Haha đã âm thầm chuẩn bị cho một màn cầu hôn độc lạ cho người con gái anh thương. Trong thời gian chờ đợi hoàn thành thủ tục, một nhân viên hỏi Byun về việc đã được chồng cầu hôn chưa. Khi cô nàng đang lắc đầu ngượng ngùng, thì nhân viên này đã nhanh chóng lấy ra một bó hoa và kèm hộp nhẫn cưới đưa cho Haha. Lúc này, anh nhìn thẳng vào mắt Byun và nói, hãy là tình yêu cuối cùng của anh. Được biết, Haha có mặt từ rất sớm tại văn phòng quận để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Anh còn mời đến những người bạn bè thân thiết và lắp đặt máy quay để ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc có ý nghĩa trên. Sau này, khi nhắc lại lời cầu hôn độc đáo của Haha, gương mặt của Byun không giấu nổi niềm hạnh phúc dâng trào. Đám cưới thế kỷ. Haha và Byun chính thức nên vợ nên chồng vào ngày 30 tháng 11 năm 2012 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và các fan hâm mộ. Lễ cưới hoành tráng của họ được tổ chức tại tòa nhà 63 Building, tòa nhà trọc trời trên đảo Jeonju, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Hàn và là biểu tượng du lịch của thủ đô Seoul. Dẫn dắt buổi lễ là diễn viên hài MC Kim Jae-dong, ca sĩ Kim Jong-kook cũng góp mặt và thể hiện một ca khúc mừng hạnh phúc cho người em trai thân thiết. Ngoài ra, đến dự đám cưới còn có dàn sao Infinity Challenge đình đám như MC Quốc Dân Joo Jae-suk, Jung Jong-ha, Jeon Hyeong-dong, No Hong-chung cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc, MC Kang Go-dong, ca sĩ Seo Ji-yong, diễn viên Lee Kwang-gi. Cặp vợ chồng trẻ không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đến mức bật khóc, vỡ òa trong hạnh phúc khi về chung một nhà. Sau khi tổ chức hôn lễ ấm cúng vào tháng 11 năm 2012, Haha và Byun chọn Nha Trang, Việt Nam làm địa điểm hưởng tuần trăng mật. Thời điểm đó, rất nhiều fan Việt may mắn có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng đôi vợ chồng mới cưới. Nhờ ấn tượng tốt đẹp này, Haha còn thành công mang cả chương trình Running Man sang nước ta ghi hình và không ít lần trở lại khám phá dải đất hình chữ S xinh đẹp. Cuộc sống gia đình viên mãn. Không như nhiều mối tình ngắn ngủi trong giới nghệ sĩ, sớm chia tay khi vội vã kết hôn, Haha và Byun vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu và hơn thế nữa. Họ còn trở thành cặp vợ chồng đáng ghen tị nhất showbiz Hàn Quốc khi tổ ấm lần lượt chào đón những thiên thần nhỏ. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, gia đình Haha hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, Hagrim vào ngày 9 tháng 7 năm 2013. Để con trai lớn trong môi trường tốt nhất, ông bố trẻ con Haha quyết tâm từ bỏ thuốc lá từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên, đối với những người thường chịu nhiều căng thẳng trong công việc như Haha, cai thuốc hoàn toàn không dễ dàng. Thậm chí, anh còn đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình vì cảm thấy quá áp lực khi không thể hút thuốc. Hình như mình đang stress thì phải, cai thuốc, mình muốn hút thuốc quá. Fan chưa kịp động viên tinh thần thần tượng thì bà xã xinh đẹp đã lập tức ủng hộ chồng. Chồng ơi, bố Dream ơi, anh có thể làm được, anh cố lên nhé. Chỉ hành động nhỏ này của Byun cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì ganh tị. Trước đây, rất ít khi hai vợ chồng chia sẻ hình ảnh con trai trên mạng xã hội. Chỉ từ khi mẹ Byun mở kênh vlog riêng, fan mới có cơ hội nhìn thấy từng thành viên trong gia đình. Ngay sau khi con trai cả Dream lên sóng, cư dân mạng đã dành cho cậu bé một loạt cơn mưa lời khen. Hai bố con giống nhau y đúc, Dream chẳng khác gì sái ca cả, Dream đã lớn thế này rồi sao? 5 năm sau khi nên vợ nên chồng, ngôi nhà nhỏ của Haha vỡ òa trong sung sướng khi cậu con trai thứ hai, Ha Seo-gun chào đời vào tháng 3 năm 2017. Nhân dịp Seo-gun vừa tròn 1 tuổi, mẹ Byun đã đăng ảnh của hai bố con kèm dòng nhắn: Seo-gun, sinh nhật vui vẻ nhé, con yêu. Bức ảnh nhanh chóng gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy chỉ là hình ảnh trắng đen và hoàn toàn không để lộ mặt Seo-gun, nhưng cũng đủ để fan ấm lòng. Bố Haha trông khác hẳn ngày thường khi ôm chặt con trai trên tay, nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy mãn nguyện trên trán bé. Xuất hiện trong show Video Star, cả Byun và Haha đều cho biết không có ý định sinh con thứ ba. Chúng tôi quyết định không sinh thêm nữa vì nuôi hai đứa cũng đủ vất vả rồi. Tuy nhiên, mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của cả hai. Ngày 15 tháng 7 năm 2019, mẹ Byun vượt cạn thành công. Cô con gái bé bỏng Ha Seong-ji chính thức chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Giờ đây, tổ ấm của vợ chồng Haha Byun có đủ nếp đủ tẻ. Anh cả Dream đã lớn, biết phụ giúp mẹ chăm sóc em gái út đáng yêu. Hình ảnh đại gia đình 5 người cùng đi trung tâm thương mại được Byun chia sẻ trên trang cá nhân khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ. Thấu hiểu nỗi vất vả, do hầu như phải trông con một mình cũng như buộc phải tạm gác lại giấc mơ hoạt động âm nhạc của vợ khi cô đang chuẩn bị ra mắt album mới, Haha vừa khóc vừa gửi lời xin lỗi bà xã. Tôi cảm thấy có lỗi với Goyun nhiều lắm. Không chỉ riêng Byun mà cả fan của anh cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hành động của Haha. Hơn 8 năm chung sống, có với nhau hai bé trai và một bé gái, tình cảm của Haha Byun vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Gia đình chính là chỗ dựa để cả hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống, mang đến cho các con tương lai tươi sáng nhất.